Chiều ngày 18 tháng 4, Ủy ban nhân dân quận tổ chức hội nghị triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 tới sự có đồng chí Phan Huy Thục, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố, đồng chí Nguyễn Xuân Chiến, Phó Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm thành phố, đồng chí Trần Thị Nghĩa, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hải Phòng. Đại biểu quận có đồng chí Nguyễn Thị Thuyên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, đồng chí Nguyễn Phong Doanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chủ trì hội nghị. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 với chủ đề Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm, quận tăng cường tuyên truyền các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm, truyền thông quảng bá sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo chất lượng an toàn, đề cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm cùng với đó đẩy mạnh kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản các cơ sở sản xuất kinh doanh quảng bá thực phẩm nêu cao vai trò của chính quyền các cấp các cơ quan quản lý tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm của các cá nhân cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đồng thời giải quyết kịp thời các sự cố mất an toàn thực phẩm củng cố niềm tin của người dân xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Nghĩa, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Hải Phòng, truyền thông đến các đại biểu một số vấn đề liên quan đến đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phong Doanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đề nghị các cấp ngành và các phường triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch tháng hành động vì an toàn thực phẩm, đảm bảo việc tổ chức tháng hành động vì an toàn thực phẩm đạt được mục tiêu là điểm nhấn trong năm. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp lãnh đạo cơ quan quản lý, các cấp ngành cơ sở chế biến kinh doanh thực phẩm để đảm bảo thực phẩm lưu thông an toàn, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận cũng đề nghị cần tập trung cao kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm kiên quyết tiêu hủy thực phẩm bẩn, thực phẩm kém chất lượng không để lưu thông ra thị trường mặt khác quan tâm hướng dẫn việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn quận trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm cần có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cấp ngành từ quận đến phường triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ nâng cao nhận thức của người dân về đảm bảo an toàn thực phẩm